Chúng tôi có dịp trở lại thăm bản giao Sủng Ú, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của nơi đây. Sủng Ú như được khoác lên mình chiếc áo mới, không còn những con đường dốc, đất đá lởm chởm, những ngôi nhà rụt nát siêu vẹo, mà thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, con đường được bê tông hóa từ ngoài trung tâm xã vào đến tận bản. Trở lại Sủng Ú lần này, bức tranh của bản giao đã thêm những màu sắc tươi mới. Con đường dốc quanh co dài trên 8,8 km dẫn vào thôn nay đã được đổ bê tông rộng rãi. Đường giao thông đi lại thuận lợi nên cuộc sống cũng khá hơn, ai cũng muốn thoát nghèo, ai cũng cố gắng lao động. Toàn thôn hiện có 94 hộ, 520 nhân khẩu, thôn có 34 hecta đất ruộng, bà con đã tích cực đưa cây lúa, cây ngô lai vào gieo trồng, nhờ vậy mà hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Không chỉ tích cực trong chuyển đổi cây trồng, việc chăn nuôi cũng đã được người dân trong thôn chú trọng, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế đã giúp cho đời sống của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Thôi thúc của Đảng và Nhà nước thì các hộ gia đình cũng đã nhận thức rõ quan điểm về phát triển kinh tế gia đình của hộ gia đình mình cũng đã nhận thức và nâng lên rõ rệt qua các hộ gia đình và các mô hình sinh kế thì gắn với phát triển của thôn hiện nay cũng đã phát triển rất tốt. Ông Lý Tào Hoàng, một trong những gia đình đã làm giàu nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp. Hiện nay, gia đình ông Hoàng đang thực hiện cải tạo vườn tạp, mô hình chăn nuôi lợn bò vỗ béo. Để việc chăn nuôi thực sự hiệu quả, ông Hoàng tìm tòi, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Thời điểm nhiều nhất trong chuồng của gia đình ông có tới hơn 10 con bò, hàng chục con lợn. Để thoát nghèo thì quan trọng nhất vẫn là nghị lực vươn lên. Bởi nếu không tự mình nỗ lực, vượt khó, thì sự quan tâm giúp đỡ của đảng, nhà nước và cộng đồng không phát huy được tác dụng. Vì thế bản thân tôi phải luôn cố gắng rất nhiều mới có được thành quả như hôm nay. Từ những nỗ lực vượt khó của người dân trong thôn, hiện nay số hộ nghèo của Sùng Ú còn 48 hộ, số hộ khá giàu tăng lên 56 hộ. Đời sống của bà con trong thôn ngày càng được cải thiện và từng bước được nâng cao. Từ năm 2011 đến nay, thôn Sùng Ú không có trường hợp sinh con thứ ba, không có tình trạng vi phạm trật tự an ninh trên địa bàn. Nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa. Bây giờ chân châu thì muối hộ thì chắc tầm đồng năm con trở lên. Đấy. Nhưng mà bây giờ nó trong thôn bây giờ nó có đường dân sinh này, Đấy, có đèn lưới này. Đấy, bây các cháu đi học bây giờ nó trước toàn nghỉ thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình có hướng ước quy ước rồi. Bây giờ toàn là bây giờ nó tức là không nghỉ học là nghỉ học là 20.000 đồng thì bây giờ nó là đi học 100% phần trăm đấy cũng có chia tay bàn giao sủng ú trong niềm vui chúng tôi tin chắc rằng năm nay bà con sẽ tiếp tục nuôi được nhiều bò nhiều dê trồng được nhiều loại cây có giá trị kinh tế để cuộc sống được nâng lên